Chào anh chị em nha. Đây là bến xe Bình Dương nha anh chị em. Bến xe khách. Đằng đó là xe buýt. Xe buýt, xe giường nằm. Bến xe không trông còn nữa nè, nhiều xe trong nữa nè, bến xe để đi miền Đông nè. Còn mấy chiếc cái này đóng trống là chiếc xuất bến rồi. Bình Dương ngoài cổng đi vô đó là xe buýt Thanh Tiền Dầu Tiếng, bến xe Bình Dương. Ở bên kia hình như mấy chiếc kia đi miền Bắc hay gì, có Phú Thọ nữa kìa. Ghế đá để khách ngồi chờ. Có chiếc xe 71 xe Bến Tre đi các tỉnh luôn. Trong này phòng vé. Chiếc này Vũng Tàu, đi Vũng Tàu. Bến xe Bình Dương đi Vũng Tàu. Trong xe đó xe trung chuyển, chiếc xe nhỏ nhỏ xe trung chuyển. Dương Năm này đi giờ Cần Thơ rồi nè. Dương Năm nay trời nó đang chỉ mưa cho nên tối. Đi vô đây mua vé, vô phòng vé mua vé. Xách đồ lên xe đó. Bến xe Bình Dương ở bên thẳng ở bển đó là nhà xe mình gửi xe, xe không gắn máy rồi đó. Mình gửi hướng này nè, đó mình gom lại nè, ngay đó. Nhà xe cái xe gắn máy bỏ đó. Bên đó là xe giường nằm. Rất là nhiều xe giường nằm, đi đường dài cho nó khỏe. Bên đây xe buýt. Trời chuyển mưa luôn. Mưa cho mát. Bên kia còn một đoàn xe nữa nè. Rồi tới đây xin chào anh chị em nha. Bye bye, hẹn gặp lại.